nằm trên phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội, quán phở thật có giờ mở cửa khác người. Thực khách chỉ có thể thưởng thức phở vào buổi tối, chứ ban ngày có chót thèm cũng đành chịu. Mở cửa đã hơn 40 năm, mỗi tối quán phở thật đều phục vụ cả trăm thực khách. Trước đây quán đón khách từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, là địa chỉ ăn đêm có tiếng của Hà Thành. Thực đơn của quán đa dạng nhưng có 3 món được ưa thích nhất, đắt hàng nhất là phở tái, phở chín, phở sốt vang. Theo chia sẻ của chủ quán, chỉ trong vài tiếng ít ỏi buổi tối, quán bán hết khoảng 300 bát phở. Khu vực bếp nấu phở lộ thiên, khách nào cũng có thể nhìn thấy nhưng khá nhỏ, hẹp. Ở đây lúc nào cũng có 3 nồi nước dùng lớn sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút. Một nồi nước dùng để sử dụng cho phở tái chín, một nồi chuyên sốt vang, còn nồi lớn nhất dùng ninh xương. Chủ quán phở thật hiện tại là anh Phạm Văn Thành. Tên quán phở là do bố tôi đặt, lấy tên của người con út trong nhà. Nhưng sau này khách tới đông thường nói thật ở tên quán là phở thật, thịt thật, nước dùng thật, ý khen rằng phở nhà tôi ngon từ nguyên liệu tới nước dùng, anh Thành chia sẻ. Quán phục vụ 90% là khách quen tới ăn. Quán không quảng cáo hay làm quán to nổi bật nên thường khách lạ không biết tới, nhưng nếu đã tới ăn, hầu hết khách đều sẽ quay lại, anh Thành chia sẻ. Nhiều người tới đây ăn vì phở tái gân gàu ngon, nhưng có người lại chết mê chết mệt vị của món phở sốt vang.